Xin thân mến, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay bên Tài lại tiếp tục giới thiệu với tất cả mọi người mẫu thùng loa cột column sử dụng 2 bass 20 đến từ hãng Fan của Anh Quốc. Bên Tài đã lắp ráp và đo thử tần số và đáp tuyến, nhưng tánh bên Tài làm ăn thì cái sản phẩm lắp ráp ở bên trong như thế nào Tài đều quay cho khách hàng của mình xem để biết và nắm rõ. Ví dụ như sản phẩm loa bass này có mã Soren 8225. Tài có chi tiết bài viết thông số tại website ngoductai.com. Mọi người quan tâm đến sản phẩm, ví dụ như không mua lắp ráp thành phẩm, chỉ muốn mua loa rời, xin vui lòng xem tại website ngoductai.com. Đều có bài viết mô tả chi tiết, giải tần số hoạt động và thông số của loa đầy đủ ở tại website ngoductai.com. Sẽ được phối ghép cùng với loa Trap. Mã sản phẩm CD131. Sản phẩm này Tài đã có video quay review và đo thử cái đáp tuyến giải tần số hoạt động của loa Trap này lên đến 18 kHz, cho ra giải tần số cao, chất âm rất là sắc bén, rất là mịn màng, và Tài đánh giá rất cao những sản phẩm đến từ hãng Fan của Anh Quốc sản xuất. Và bên Tài cũng sẽ cố gắng để tạo ra những chiếc mạch phân tần có cái đáp tuyến tần số phù hợp với loa bass cũng như phù hợp với loa Trap, để sau khi lắp ráp phối ghép vào bên trong vỏ thùng có được một cái chất âm như mong muốn. Chiếc thùng bên này bên Tài đã lắp ráp và đo được cái đáp tuyến rồi, nhưng đang còn phải mở ra để quay review cho mọi người xem. Tất cả bên trong sau khi lắp ráp rồi, mạch phân tần đưa vào bên trong sẽ được phủ lên một lớp bông tiêu âm rất là dày. Đây nè, này là 2 lớp nè, và một lớp nằm ở dưới cùng mới đến mạch phân tần. Và để Tài sẽ lấy ra hết để mọi người cùng xem cho nó rõ. Đó, mọi người xem ở bên ngoài này nó sẽ dễ hơn nè. Sau khi lắp ráp vào bên trong thùng nó sẽ như thế này. Đó, đây phần từ đây, từ đây đổ về bên dưới này là đường dây ra cho 2 loa bass được nối song song với cái trở kháng là 4 ohm. Sau khi lắp ráp vào bên trong vỏ thùng này rồi, 2 loa bass sẽ còn trở kháng là 4 ohm. Và riêng với cái mẫu thùng này, nếu ai đã từng theo dõi trên kênh YouTube của Tài thì đều có cái ray, có cái thanh ray ray khuyết này để nối 2 cái thùng này lại với nhau. Và bên Tài cũng đã tính toán sẵn trước, ví dụ như nối lại thành một cái cột cao có 4 loa bass, 2 loa trap, thì mọi người chỉ việc mắc nối tiếp 2 chiếc loa bass này ở bên trong lại với nhau. Cái mạch phân tần này bên Tài đã thiết kế ra như vậy rồi, rất đơn giản. Ví dụ như mọi người muốn mắc nối tiếp, chỉ việc lấy một sợi dây đen ở bên này và nối sang sợi dây cộng ở bên này, rồi 2 đầu còn lại mọi người đưa một đầu vào loa bass bên này là đầu cộng, và đầu trừ này mọi người đưa vào loa bass bên này, sau đó dùng một sợi dây nối từ cái cực trừ của loa bên này sang cái cực cộng của loa bên này nữa là xong, là sẽ có được cái trở kháng 8:8 là 16 ohm. Thì khi mọi người ghép lại thành 16 ohm, loa bass ở phía trên là 16 ohm, mọi người chỉ việc nối song song ở cái trạm này. Đó, nối song song ở cái trạm này. Ví dụ như mọi người tín hiệu từ main công suất in vào đây và chỉ việc out ra đây, nối song song sang loa bên này 8, bên đây là 16 ohm và bên đây là 16 ohm. Sau khi nối song song 2 loa lại với nhau, tháp lại thành một cái loa cột cao, thì mọi người sẽ có cái trở kháng là 8 ohm đưa vào một kênh của main công suất hoạt động tốt và thoải mái. Bây giờ bên Tài sẽ lắp ráp lại hết, đo để cho mọi người xem được cái giải tần số hoạt động của loa cột column sử dụng 2 bass 20 này sẽ có giải hoạt động tần số là bao nhiêu, và tiếp tục Tài sẽ giải thích mọi người phải hoạt động với mục đích sử dụng như thế nào. Và bây giờ Tài xin mời tất cả mọi người cùng xem, bên Tài sẽ đo đáp tuyến của chiếc loa cột này, xem chiếc loa cột này hoạt động được giải tần số là bao nhiêu. Dây loa đã được kết nối ở phía sau, và còn một loa nữa đang lắp ráp hoàn thiện luôn cái phần lưới ở phía trước, và chút xíu nữa cũng sẽ test nhạc thử để mời mọi người cùng nghe.
Bên tai vẫn đo ở trên một chiếc men, cũng đến từ hãng Fan. Đây, ngõ ra loa. Rồi, cái này tín hiệu pin noi từ sau cạc phát ra. Mic sẽ đặt với vị trí hướng về loa. Ngừng tí xíu để bà. Rồi, hình ảnh mọi người xem đây nha. Dải trép này hôm bữa Tài cũng có đo, có nói về cái phần của lo trép này có lên đến dải 18 kg đó. Tài có đo ở trên video lần trước rồi. Đây, đặt chuột vào ngay điểm 0 dB của 18 kg. 17,81 kg nè. Đó. Và lên đến điểm 18 kg thì có mất đi một vài, đây, 18 kg, đúng 18 kg nè, điểm 18 kg. Cái dải 18 kg này là nghe nhạc sắc bén lắm mọi người nha. Có trừ đi 0,50 dB là dải 18 kg. Thông thường mọi người nghe nhạc lên đến 16 kg ở trên YouTube cũng đang hiếm đó nha, nghe 16 kg cũng đang hiếm. Rồi, dải tần số thấp, thấp nhất được 108, tài tính tròn luôn là 100. Và để hoạt động với loa sub, mọi người sẽ cắt cái loa bass này ở tại điểm 100 Hz, và ở loa sub mọi người sẽ giao thoa loa sub cũng là 100 Hz. Loa sub sẽ hoạt động ở không gian này. Đó, hiện tại đây là dải trầm nhất nè, thì chiếc loa này sẽ hoạt động ở những cái dải low mid, rồi dải trung, rồi dải mid 2 và dải 2, phục vụ cho cái nhu cầu ca hát. Chơi trong nhà thì có thể mọi người chỉ cần dùng đến một cặp loa này thôi. Và bên Tài cũng đang chuẩn bị loa sub 30 kìa, đang để ở đó, đang chuẩn bị phối ghép để kết hợp cùng với loa cột Columbus 20 này. Còn ví dụ như chơi với mục đích chơi tiệc ở ngoài trời, mọi người có thể dùng loa để lên dùm ba luôn rồi. Đặt cái loa đó lên, tháp cột vô, nối vô theo dạng nối dài. Cái này Tài có những cái video nói về cái ray nối dài này rồi. Đó, ví dụ như khi tháp lại như thế này, để cho ăn khớp vô luôn, khớp vô, kéo lùi lại để cho vô khớp. Đó, chỉ việc dùng lục giác tháo cái ray này ra, lật cái ray này xuống, lật xuống bên dưới này, rồi cái này cũng tháo ra, lật lại, khóa vào lại với nhau, sẽ thành một cái loa cột Columbus nối dài để mọi người chơi với cái không gian ngoài trời. Thấy nhỏ nhỏ đơn giản về thôi chứ 500W cho một loa đó mọi người nha. 500W cho một thùng như thế này, tại trở kháng 4 ohm. Mọi người cần phải có những chiếc men công suất từ 600W, 700W, 800W ở tại cái trở kháng 8 ohm. Thì khi kết nối với loa này, nếu như kết nối với loa này hiện tại là bây giờ 4 ohm, thì những chiếc men mà có công suất từ 700W tại trở kháng 8 ohm, khi kết nối với loa 4 ohm này, công suất nó sẽ vượt, nó sẽ tăng lên thêm từ 500W, sẽ có thể tăng lên đến 800W cho một kênh của men công suất. Rồi, bây giờ bên Tài sẽ kết nối hai dây loa vào để mở thử đoạn nhạc, mời mọi người cùng nghe. Và hình ảnh bây giờ, Tài đã chuyển sang máy quay video có micro định hướng, hướng về phía hai chiếc loa đặt ở phía trước để mọi người nghe cái chất âm.
Và mọi người hãy đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của loa phát ra. Và xin lưu ý rằng Tài sẽ test trực tiếp từ chiếc iPad phát thẳng trực tiếp xuống main công suất sử dụng kênh A và kênh B. Và chưa có hai bát filter mọi người nha. Có nghĩa rằng phát toàn dải. Nhưng loa này chỉ thể hiện ở dải tần số từ 100 Hz lên đến 18 kHz. Vì vậy, mọi người sẽ không nghe có dải bass trầm ở trong chiếc loa này. Và bây giờ cho cái pha nhạc chạy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi video. Giá của sản phẩm Tài cũng để ở trên tiêu đề của video. Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin thân mến, chào tạm biệt.